Xin chào quý khán giả của FPT Play. Đây là bầu không khí tại sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng, và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu trong khuôn khổ lượt đấu thứ 3 của bảng A vòng loại U20 châu Á 2025 giữa U20 Việt Nam và U20 Guam, đặc biệt là trong hiệp 1 trận đấu. Và đây sẽ là đội hình xuất phát của đội U20 Việt Nam trong trận đấu này. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh tung ra đội hình mạnh nhất với lực lượng mạnh nhất. Những cái tên như Công Phương hay Lê Đình Long Vũ được xuất hiện ngay từ đầu. Sát cánh cùng Công Phương và Lê Đình Long Vũ sẽ là Lê Phát và cả Nguyễn Đăng Dương, người cũng đã chơi hay. Và đây sẽ là đội hình xuất phát của U20 Guam trong màn đối đầu với U20 Việt Nam. Họ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Dominic Takadina. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành mang áo số 1 Josiah Jones, hàng thủ gồm số 11 Donovan Moes, số 6 Landon Diaz, số 19 Dan Agustin, số 23 Riku Veya. Hàng tiền vệ gồm số 20 Jason Castro. Trọng tài Hồng Kông Trung Quốc đã nổi còi để bắt đầu hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Guam. Đó, tình huống dứt điểm đầu tiên. Và giờ sẽ là một cơ hội từ một pha bóng cố định. Bảo Long. Công Phương tạt vào. Tuyến hai vẫn thuộc về U20 Việt Nam. Đây là đường truyền của Bảo Long. Lê Đình Long Vũ. Khá nguy hiểm. Khiến cho trung vệ Dan Agustin của U20 Guam khá vất vả. Diễn ra vào cuối tuần vừa rồi thì Lê Đình Long Vũ cũng đã đá chính cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Long Vũ. Vẫn đang là sức ép. Danh sách của các đội bóng dự V-League và thậm chí được đăng ký ở đội hình 1, họ không có nhiều thời gian để tập cùng toàn đội. Đây là pha lên bóng hay. Đường chuyền vào, không được. Cơ chế PVF CND. Chủ đích của Bảo Long. Trọng tâm tấn công của chúng ta trong ít phút đã qua đang dồn về phía cánh phải, nơi có sự góp mặt của Lê Đình Long Vũ. Đội bạn đang dâng về. Với gần như toàn bộ cầu thủ, chúng ta vẫn chưa thể có những pha dứt điểm. Lê Đình Long Vũ đưa bóng xuống đáy biên. Khá nguy hiểm. Đánh đầu là của Nguyễn Lê Phát. Quả tạt tốt của Lê Đình Long Vũ. Nhưng đáng tiếc là Lê Phát đã không thể tận dụng thành công. Nỗ lực giành bóng tốt của Công Phương, vẫn đang là Công Phương. Đưa bóng vào. U20 Guam vẫn là đội bóng có nhiều ẩn số. Guam là một quốc đảo nằm ở phía tây Thái Bình Dương. Đây là cơ hội khá nguy hiểm. Đường truyền là của Ngọc Chiến dành cho Đăng Dương, và sau đó là cú sút nối rất nhanh tới từ tiền đạo của Thế Công Việt Theo. Vẫn là Bảo Long. Bảo Long tạt chân phải. Cơ hội không được. Lại là thời cơ dành cho U20 Việt Nam. Và rất khác nhau. U20 Việt Nam cần phải tận dụng tốt hơn những cơ hội mà mình có được. Lê Đình Long Vũ không được. Và bóng đầy tự tin của cầu thủ đang khoác áo Sông Lam Nghệ An. Lê Đình Long Vũ. Như vậy là sẽ có một quả đá 11m dành cho U20 Việt Nam. Tại pha bóng này mọi thứ xuất phát từ nỗ lực của Lê Đình Long Vũ. Và đúng là như vậy, bóng đã chạm tay của Dan Agustin, trung vệ mang áo số 19. Một tình huống diễn đối đầu với Josiah Jones. Bàn thắng dành cho U20 Việt Nam. Tỷ số là 1-0 ở phút thứ 24 của trận đấu. Chúng ta đã ghi được 6 bàn thắng tại giải. Rất tự tin để thực hiện một tình huống đặt lòng. Đường chuyền của Công Phương. Và bóng khá lộn xộn. Long Vũ ra 25 ở vòng chung kết của U20 châu Á. Nỗ lực đánh đầu trong tiếng. Pha phối hợp hay ở hành lang cánh trái của đội bạn. Donovan Moss. Thanh Bình. Đưa thả bóng hay của Lê Đình Long Vũ. Nguyễn Đăng Dương.
vẫn đang là Đăng Dương đưa bóng vào, khá đáng tiếc. Lê Đình Long Vũ vẫn chưa phải là cơ hội được mở ra dành cho Đăng Dương. Đưa mở bóng của Quang Duyệt, Long Vũ khống chế thành công, nhưng sau đó thì lại là một giải pháp vội vàng của Lê Đình Long Vũ và U20 Wam. Và phương 1-2 giữa Lê Đình Long Vũ và Công Phương, đường chọc khe của Long Vũ quá mạnh dành cho Đăng Dương. Đấu mà U20 Việt Nam đã bỏ lỡ đi thời cơ của mình. Khá đều đặn với những đường chuyền hỏng. Công Phương 2-0 dành cho U20 Việt Nam. Không thể chạm chân một cầu thủ nào ở phía trong khu vực cấm địa cả. Trong tính này thì bóng đã không chạm chân của Lê Nguyễn Văn Thọ. Có động tác đưa chân ra nhưng trái bóng lập bập và đi thẳng vào lưới của U20 Wam. Bàn thắng thứ 3 của Công Phương tại giải đấu. Một đường chuyền dài hướng tới vị trí của Lê Đình Long Vũ. Và chuyền bóng hay, Lê Đình Long Vũ đưa bóng vào của Lê Đình Long Vũ. Một tình huống thoát xuống khôn ngoan. Nhưng trong tình huống này thì Long Vũ, chúng ta lại giành lại bóng lần này không có lỗi biên vị. Đăng Dương vẫn là một pha xử lý hơi chậm tới từ Đăng Dương và cơ hội đã trôi đi. Thêm một đường chuyền dài nữa dành cho Đăng Dương. Đăng Dương vẫn không thể qua người, được tranh chấp tốt. Lê Đình Long Vũ cưới không được. Pha đá đối nhanh là của Công Phương. Công Phương khá là bập, nhưng trong tiếng này thì trọng tài đã thổi phạt. Lại thêm một tình huống chuyền ngay, có một pha va chạm khá mạnh. Trọng tài đã ngay lập tức phải cắt còi và thủ thành đội bạn. Một pha va chạm rất mạnh và trọng tài thậm chí đã rút ra một tấm thẻ đỏ. Bảo Long khá nguy hiểm. Bảo Long và người đã tiếp nối là Lê Đình Long Vũ. Lại thêm một đường chuyền dài nữa tới từ Quang Duyệt, đã chống chảy rất bình tĩnh, khá nhịp nhàng. Đây là thời cơ không vào. Khoảng trống đá xuất hiện nhiều hơn với các Công Phương khá nguy hiểm. Lần này bóng nổi bật trong cách chơi và có khả năng dẫn dắt hàng tấn công của U20 Việt Nam. Tôi dành cho Minh Tiến xử lý bình tĩnh. Một thời cơ khi Công Phương đã vượt qua cả thủ môn. Công Phương đánh đầu không vào. Pha đánh đầu, pha bóng bình tĩnh của Công Phương để vượt qua thủ môn, nhưng ở nhịp này thì góc sút đã bị hẹp đi. Giải pháp sau đó của Công Phương là hợp lý, khá tốt. Đây là Thăng Long. Công Phương không vào và sẽ có thêm quả đá phạt góc tiếp theo. Bên ngoài giờ thì anh lại thi đấu trên hàng công của U20 Wam. Đưa bóng vào cưới. Vẫn chưa phải là bàn thắng thứ 3 sau 2 cú dứt điểm liên tiếp của U20 Việt Nam. Chờ bóng vào. Quả đá phạt góc đầu tiên mà
Rồi phản công dành cho U20 Việt Nam. Thời cơ đã trôi đi. Và ngay sau đó là cơ hội dứt điểm dành cho Nicolas Bor. Công của Lê Phát và Công Phương. Hai bàn thắng đều từ những tình huống cố định. Và cứ bóng thành công. Nhưng sau đó thì có được sự chắt chiu tới như từ những chân sút của U20 Việt Nam. Thời cơ là quá thuận lợi dành cho Minh Tiến rồi. Nỗ lực. Bóng được mở sang biên phải. Thêm một quả tạt nữa. Đánh đầu. 3-0 dành cho U20 Việt Nam. Lần này là Hoàng Khánh đã chiếm lĩnh được một vị trí thuận lợi, cực kỳ trống trải ở hành lang cánh ở trong khu vực cấm địa. Trước đó là quả tạt chính xác tới từng cm của Thắng Long ở hành lang cánh phải dành cho Hoàng Khánh. Castro. Quả tranh chấp tốt của thủ U20 Guam. Cơ hội dứt điểm không được.